Xin chào anh em nhé. Hôm nay lại làm cho anh em một con tủ lạnh. Con này thì lại hãng Mitsubishi. Đó. Con này rất là phong cách, toàn cánh xẻ luôn. Có nghĩa là cánh ngăn mát trên cũng là cánh xẻ này. Đó. Cánh ngăn đá phụ này, ngăn kéo này. Đấy, đá rơi là ngăn kéo, còn là cánh cánh đông đá thì cũng là cánh xẻ anh em này. Đó. Con này hiện tại là anh em đang báo cho mình là không rơi đá và đá bên đây là không không có. Đấy, cái này rất hay là nó có một ngăn đựng đá bên cạnh này luôn, còn ngăn rơi đá và rơi ở đây. Rồi thì con này mình đã test độ lạnh thì đã thấy ok nhưng mà không rơi đá. Mình sẽ cho anh em xem model đời con này là bao nhiêu nhé. Con Mitsubishi này là 545 lít, màu đen này, nhỏ này, MR này, W55 này, L gạch ngang T này. Đó. Con này đời là đời 206. Ồ, con này đời rất là thấp anh em ạ. Đời 206 nhé. Đó, đời 206. Cái này mở cửa nhiều quá là nó cũng báo kêu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em một cách test cái này nhé. Đây, trên này thì nó có những nút ấn này. 3 giây này. 3 giây là không biết là về cái làm lạnh này hay là cái gì đó này. Anh em sẽ dịch cái này ra nhé. Mình chỉ nhớ được mỗi chữ nút 5 giây này thôi. Đó. 5 giây này là sẽ ấn test bên đá. Thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem là nó có rơi khay đá không nhé, lộn khay hay không. Thì nếu mà để test được bên đá anh em muốn nhìn được ấy thì anh em sẽ mở cái ngăn đá rơi ra. Thì chỗ này nó có một cái cửa từ này, nó bằng năm, nó sẽ có cái nam châm ở đây, thì tí anh em sẽ phải thay nó bằng cái nam châm ở đấy. Đây, bây giờ mình sẽ lấy một cái nam châm như này thay vào vị trí của cái từ cửa này nhé. Như này để nó không báo lỗi nữa. Đây, góc này nhé, thì mình sẽ thay bằng nam châm đây. Thì bây giờ mình sẽ ấn giữ 5 giây để kiểm tra xem là nó có bơm nước xuống không và nó có lật ben hay không nhé. Cái này tùy theo từng model nhé, anh em không được áp dụng vào một video anh em nhớ được. Cái này nó ví dụ mình đang làm về Mitsubishi thì anh em sẽ làm theo cái như thế này. Đấy, như vậy là anh em sẽ áp dụng là theo từng cái tủ mình like nhé, và những cái like như này là mình sẽ like trực tiếp nó như thế nào là anh em sẽ phát đúng bệnh như vậy nhé. Chứ không đang like con mít rồi các bác, phải trong tủ tô là nó sẽ không đúng ngạch anh em nhé, là không cùng hãng nhau, nó sẽ không chạy giống nhau. Kể cả cùng con mít này nhưng model nó khác nhau là nó cũng cũng chạy kiểu khác nhau nhé. Rồi bây giờ mình sẽ ấn test 5 giây. Anh em à, giữ nha, anh em cứ giữ 5 giây thôi, khi nào cái đèn này nó nhấp nháy là bên đá sẽ hoạt động. Rồi nhấp nháy rồi nhé, bây giờ mình sẽ quay xuống bên đá cho anh em xem này. Như vậy là bên đá đang lật này. Trường hợp mà xảy ra khi không làm được đá, một là cảm biến của cái bên đá này nó bị lỗi, hai nữa là cái bên đá này nó hỏng cái công tắc ở bên trong, nó không báo được là bên hoạt động tốt thì là nó cũng không cho bơm nước xuống. Ba là cái motor bơm nước, khi cái bên này nó hoạt động tốt rồi mà motor bơm nước nó bị lỗi không bơm được nước xuống thì là nó cũng không làm được đá. Đây hiện tại là con này là đang chưa bơm nước xuống này. Đó. Đây các bạn thấy nhá, không bơm nước xuống và đèn khóa đã bị nhấp nháy này. Đó. Như vậy là đang bị nhấp nháy này. Vậy là mình sẽ loại trừ ra là cái ben đá này là vẫn lật lên lật xuống bình thường. Đó. Và không bị nghiêng khay nọ kia. Thì có nghĩa là bên đá này tạm thời mình sẽ kiểm tra sau. Mình sẽ kiểm tra phần bơm nước trước, xem lý do tại sao là nó không bơm được nước xuống này và không có nước ở khay này. Đấy. Còn là trường hợp mà các bạn test mà không biết được là quy trình test này nó có bơm nước xuống hay không thì các bạn sẽ đổ nước trực tiếp vào cái khay này để cho nó làm đá tự động ở trên cái khay này luôn. Thì khi nó đủ độ đông thì cái khay này nó sẽ tự lật từ đá xuống.
Đấy, còn nếu mà khi anh em đổ nước trực tiếp đây mà đá vẫn không rơi xuống thì lúc đấy là anh em sẽ loại trừ là nó đã hỏng cái bộ ben này đấy, hoặc cảm biến này nó đã bị sai, nó không rơi được, thì lúc đấy là mình sẽ loại trừ khi anh em mà không có đồ đo, không có thiết bị đo hoặc là chưa biết cách tháo. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách tháo cái motor bơm nước xuống cái khay này nhé. Thì đối với con mít này, cái ben nó nằm ở giữa này, thì anh em muốn biết được cái motor bơm nước nằm ở đâu thì anh em sẽ tìm cho mình cái bình nước nó nằm ở đâu, thì sẽ tìm được cái motor bơm nước nằm ở đó nhé. Thì đối với con Mitsu này thì bình nước nó nằm ngay mép ở bên tay trái của anh em vào, thì anh em sẽ nhấc cái bình nước này lên. À, thì đây là cái phễu cái bình nước này, và cái phễu nó nằm đây thì anh em sẽ quan sát cho mình ở cái bình nước này nó có cái đầu đầu bơm ở đây, thì khi anh em đặt xuống như thế này thì là nó cái đầu bơm nó sẽ nằm ở chỗ hõm hõm ở chỗ bình nước này, thì chắc chắn cái bơm nó sẽ nằm ở bên đây hoặc là sẽ nằm ở bên đây nó có cái đèn rồi, thì là có đèn rồi thì cái motor bơm nước thì sẽ nằm ở phía bên này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách tháo luôn cái bình nước này ra nhé, cái motor ở đây ra. Rồi thì để tháo được cái motor này nhé, thì anh em phải nhấc được cái hộp này lên, thì trên cái hộp này nó có cái mép gân này, anh em phải nhấc được cái hộp này lên. Thì để nhấc được cái hộp này thì anh em phải thao tác cho mình là tháo ốc ở dưới gầm này. Đây mình sẽ quay luôn, ở dưới gầm này nó sẽ có ba con ốc nhé, ba con ốc như thế này. Đây đây, ba con ốc này lại gắn ở dưới gầm này, một con này, hai con góc trong này, và đây là con thứ ba này. À, thì anh em sẽ tháo cho mình cái con này ra đầu tiên, ba con ốc ở dưới gầm này nhé. Giờ mình sẽ tháo luôn á. Cái ở dưới này thì nó có vị trí là nó rất là ngắn nhé, thì anh em sẽ sử dụng tôi biết ngắn đâu để anh em vặn ra, có nghĩa là anh em cứ làm sao vặn được ba con ốc ở dưới gầm này ra là ok. Rồi đây là con ốc ở dưới gầm. Sau khi anh em tháo xong ba con này thì anh em sẽ tiến hành lên trên. Bây giờ hướng dẫn anh em cách tháo ở bên trên. Bên trên này thì để cậy được cái mép này lên thì như thế này là vẫn chưa cậy được, trong này nó vẫn còn một con ốc nữa, thì anh em phải tháo được cái nẹp mà ngang này ra. Chỗ này nó có con ốc nằm ở chỗ ngay chân cái nẹp này, thì anh em cậy cái nẹp ra. Cái nẹp này thì nó không bắt ốc anh em nhé. Đây cái nẹp này nó không bắt ốc, nó sẽ sử dụng một cái chốt ghim nhựa, là anh em dùng tôi biết hai cạnh này, hay là bằng cái gì anh em cậy nó ra như này. Lôi được cái chỗ này ra, cái chỗ này nó chỉ ấn ghim thôi. Đây chốt đầu đinh này bằng nhựa này. Đấy, nó dùng cái kiểu lở nhựa nó ấn vào thôi. Đây sau này anh em lôi nó ra sau như này là được. Khi anh em cậy ra thì cái này nó cũng dễ ra thôi. Ồ ok, sau khi lôi được cái tấm này ra thì đây cũng có một con ốc nhé anh em, như ý này, cả một cái miếng nhựa này là có bắt một con ốc ở đây. Anh em không biết là anh em tưởng tháo ba con ốc ra mà anh em cậy lên là nó cũng không ra được. Anh em tiến hành tháo nó ra này, và anh em sẽ giờ là hết ốc rồi, không vướng víu gì rồi, dây điện này là nó ở bên bên trên rồi. Đó, không chạm gì dây điện nữa, thì anh em sẽ lôi cái mặt này lên. Đó, anh em cậy tua vít vào này, anh em lôi lên nhé. Bây giờ mình sẽ cái này hôm nay mình lại quay một tay rồi đấy. Đó, anh em nhấc được cái bô này lên rồi thì đằng sau này nó sẽ có cái motor đây, đây rồi, chính xác motor đây rồi. Dạ, cũng thấy han han rồi anh em này, han han là có thể là nguy hiểm, nó teo rồi đấy. Ok thì trên cái motor này thì nó cũng chỉ có hai con ốc thôi, anh em kéo tay thì dùng tua vít vặn ra. Anh em mà làm không kéo tay thì không vặn ra được, là không tháo được cái motor này ra. Rồi anh em sẽ sử dụng cái tua vít vặn ra nhé. Bây giờ mình đấy 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 dùng một tay nó thế đấy anh em, không có người giữ ấy. Rồi mình sẽ nhấc cái motor đây để kiểm tra qua tay xem nào. Ui bên trong nó rất sạch anh em ơi, bên trong nó vẫn rất là sáng này. Đây như vậy là motor mình đã tháo ra, và mình sẽ quay thử tay xem nào. Ui giời ơi đẹp nhưng mà không quay được anh em này, trời ơi rất là chặt luôn mà. Kẹt rồi, đây chắc rồi anh em ơi. Đây chậu xạo này, đây nhé, quay gần cho anh em nghe này.
sạo sạo. Rồi, như vậy là mình đã biết cái bệnh này rồi. Bây giờ mình sẽ tháo cái motor này ra. Một, anh em nào có motor thì anh em sẽ thay cái motor đi. Hai là anh em sẽ phải xử lý, không có thì anh em phải xử lý cho nó thật trơn. Thì là cái dòng tủ này ấy, khi đã kẹt giả dương này mà anh em bỏ bẫng cái chế độ làm đá đi thì một thời gian sau nó lại kẹt lại. Đấy, có nghĩa là nó không được tuần hoàn nó chạy nữa, thì khi nó bị lạnh như này là nó sẽ bị bó lại và nó sẽ lại bị kẹt lại về vị trí ban đầu. Đấy, thì con này hiện tại là mình quay tay giờ lại rất trơn này. Đấy, nhưng cái con này bị han rồi thì mình cũng thay luôn một cái motor khác. Thì cái bên mình cũng có bán cả cái motor kiểu như thế này, anh em nào cần mua thì liên hệ. Còn đây là cách tháo cái motor để kiểm tra thì nó sẽ là như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay và lại ấn test cho anh em để xem là nó có bơm nước hay không nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đi thay cái bơm này ra. Bơm này thì thay thì rất đơn giản rồi, mình sẽ không hướng dẫn anh em thay nữa, vì là mình đã làm một cái video hướng dẫn thay rồi. Anh em cần là chọc tô vít hai cạnh vào đây và anh em bẩy cái này lên là anh em lôi được motor ra thôi. Đó. Còn là bây giờ mình sẽ thay và xong mình sẽ test cho anh em. Đây anh em ơi, mình đã thay xong motor nhé. Đây, motor rất là nét, là sáng đẹp luôn. Quay là bị trơn như này anh em này. Đó. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt vào đây để đi thử cho anh em nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ úp tạm vào đây nhé. Rồi, motor rất là kính quang rồi. Xem không được không nữa. Giờ mình sẽ úp tạm vào đây để cho bình nước vào để test cho anh em xem nào. Xem đối với đời con này nó có bơm nước hay không nhé. Yes sir. Yeah. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đóng cửa. Rồi, mình sẽ giữ 5 giây. 5 giây luôn. Nhấp nháy là ok anh em nhé. À, giờ quay vào bên trong cho anh em xem. Đấy, xem đổ ben thế nào nhé. Ok. Cái này nó cứ bơm nước xuống là ok anh em ạ. Rồi. Đây, cái này nó vặn kịch khay luôn anh em ạ. Yes. Lên bơm nước. Ok, nước đã bơm. Ô, tràn rồi, tràn nước rồi anh em ơi. Cái này bị tràn nước rồi, khả năng lại bị bệnh mé khay rồi. Như vậy là nước đã bơm xuống rồi anh em này. Ô, thêm một bệnh nữa rồi. Như vậy là con này mình test đã bơm nước này. Và hiện tại là đang bị nước rõ tràn xuống này. Cái này mình sẽ phải tháo khay ra kiểm tra nhé. Cái này mình sẽ tiếp tục lại làm cho anh em một cái video kiểm tra khay, kiểm tra ben và cách tháo ben nhé. Ok, video này mình xin dừng tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi nữa. Đây, khi test xong rồi, nhảy loạn này.